Đúng là thằng Kinh, ngu thật ý. Còn đầy tiền này, bảo hết, hết đâu mà hết, đầy đây này. Trời ơi, bố ông tưởng dân tộc à? Khôn hơn ông ấy, Kinh à. Cái thằng tộc ngu kìa, mắt mày để đằng sau gãy à? Không, hả? mắt tao đây mà. Thế mày bị mù à? Không, tao vẫn nhìn thấy đây mà. Không có mù đâu. Mày có thích không? Có thích không? Mày muốn không? Tao gõ đầu phát rồi. Không. Mình xin lỗi nhá, Mày đi đâu? Tao đi tìm nhà mà. Tao đi tìm nhà. Đưa anh xem vào. Thế thằng nào đó đưa mày lên đây? Tao đi mà cách đây tận 20 cây số. Tao đi bộ mấy ngày tao mới xuống đến đây à? Từ chỗ này nhá, đến chỗ địa chỉ nhá, tận 20 cây nữa cơ. Thế mày có đi xe ôm không? Thế xe ôm mà như thế nào? Đây, ngồi lên đây, để tao chở mày đi. Ngồi lên đây à? Ờ. Này, mày hỏi xem nó có tiền đi xe ôm không? Xuống xe. Tưởng đi mà. Thế mày có tiền không? Tao đầy tiền. Đâu? Đây này. Đâu? Đây này. Đấy. Mẩy Hồng tao dặn là không được cho người lạ sờ vào tiền đâu, nó móc mất đấy. Thôi được rồi, lên xe đi. Đây. Lên xe à? Tiền lắm. Ngồi chắc nhá. Tốt. Bỏ tay ra. Tôi tưởng xe ôm mà. Tập vả thì mày không hiểu gì hả? À? Bỏ tay ra. Xe ôm nhá, là để tao chở thuê. Chở ra ngoài kia kìa. Chứ không phải là mày ôm tao lại làm thế gì. Thế tao tưởng xe ôm là phải ôm thế này. Ôm cái tông môn nhà mày à? Chứ không được ôm à. Bỏ tay ra ngồi yên đi. Ngồi chắc vào nhá. Xe nó. Bỏ tay ra mà. Bảo bao nhiêu lần. Mày đi từ từ thôi. Tao hoa hết cả mắt rồi. Đi thế này tao sắp nôn rồi. Sao mà nhiều nhà cao tầng thế nhỉ? Mày xuống đấy làm gì? À, ta đi tìm mà. Tiền tao à? Ô. Tiền à? Nôn tiền ra đây, 50.000. Từ sáng tao đã ăn gì đâu mà nôn à? Cái thằng này. Mày có được không? 50.000 tiền xe ôm, rồi mày đi đâu rồi đi nhá. Này. Đây, 2. Đây. Cho mày tất. Năm xịt của mày đấy à? Tao chỉ có thế thôi. Năm mấy nghìn cơ mà. Tao đi Mẩy Hồng chỉ cho tao thế này thôi. Rồi.
50 mà mày đưa tao 5.000 à? Hả? À, tao chở mày từ sáng giờ cơ mà. Mày không cho tao đường, giờ cho tao tiền đi đường chỉ thế thôi. Nào, thì bây giờ mày làm gì mày trả tao đi? Bây giờ tao kiếm được ở đâu mà tao giả mày à? Cái đấy tao không biết nhá. Mày làm sao mày có tiền mày trả tao là được? Không biết. Thế tao không quen ai ở đây cả. Tao ở bản xuống đây à, không quen ai đâu. Hay mày cho tao nợ đi, mai tao trả. Úi dồi ôi, mai để bố mẹ tao ăn cháo à? Con tao ăn cháo à? Bây giờ không có tiền đâu, mai mày lên trên nhà tao, tao trả. Nhà tao ở trên núi kia, mai lên tao trả nhá. Còn lại bố đi. Mẹ kiếp, từ sáng giờ từ kiếm được 50 nó lại đưa 5.000. Cái ngày đẹp bô cái thằng tổng ngu. Đúng là thằng kinh ngu thật ý. Còn đầy tiền này, bảo hết đâu mà hết, đầy đây này. Trời ơi, bố ông tưởng dân tộc à? Khôn hơn ông ấy, kinh à.